hết các bạn. Sáng nay ba mẹ con sẽ đi ra công viên gần nhà chơi nha. Hôm bữa là công viên sát bên nhà, còn hôm nay là chồng nói là gần đây có một công viên rất là lớn đó, thằng gửi với thằng dẫn ba đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đi chơi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Đường phố rất là sạch sẽ các bạn ha. Mình thấy ô tô không à, ô tô và xe đạp thường nhiều hơn, còn xe máy là để chỉ đi giao hàng thôi các bạn. Lâu lâu thì Hằng cũng thấy một vài chiếc xe máy, mà nếu mà không đi xe máy thì thôi nha, đi xe máy toàn đi mô tô không nhớ các bạn, mô tô còn hơi lớn không á. Bây giờ bên Nhật đó là 9 giờ rồi, mọi người đang đi làm rất là đông. Bên kia có đang chiếc xe cứu hỏa các bạn, thân bách xe cứu hỏa kìa, đó bên kia đó, đó màu đỏ kìa, xe cứu hỏa kìa. Cứu hỏa đang làm gì ha? Sao mấy chiếc luôn. Mọi người ơi, tình hình là nè, ba mẹ con đi nãy giờ không thấy công viên nào hết trơn á. Chồng thằng chỉ đường bị nhầm hay sao rồi. Hồi sáng thằng hổ cũng chưa kỹ nữa, thằng nghĩ là ra đây chắc gần hay sao. Nãy giờ đi hoài mệt luôn á mà không thấy cái chơi công viên nữa. Giờ ba mẹ con đang hoành lại nè. Hoành lại cái ngã tư hồi nãy nè. Sáng tập thể dục. Ba mẹ con vừa tới nhà rồi các bạn ơi. Nắng quá. Bây giờ là chơi 9 giờ rưỡi sáng mà trời nắng quá. Thôi đi về, về uống nước. Đi không có bỏ nhà mình nắng nó mệt đó các bạn. Trời này là vào mùa thu, Nhật Bản là vào mùa thu thì tầm thấy là tầm buổi chiều mới mát mẻ, hồi sáng sớm qua hết căng luôn á. Chứ thời tiết này nó cũng nắng lắm, trưa nó cũng nắng các bạn. Thì nó ngồi ở ngoài nè, ở ngoài nhà cho mát một xíu đi vô nhà. Nóng quá. Rồi tụi nhỏ nhảy ồn á, sợ phiền hàng xóm mà.